Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là combo bộ quạt dàn lạnh và hộp đựng quạt dàn lạnh của xe Hyundai 2,5 tấn, 3,5 tấn. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Mando của Hàn Quốc. Đây, với cái bộ sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm này, một hộp đựng quạt gió dàn lạnh này, một quạt gió ba dơ le và một cơ cấu điều khiển đóng mở. Đây anh em nhé, đây chính là cái điều khiển đóng mở của nó này. Đây, đây là cái mã sản phẩm của nó là 97150 5H104. Đây ạ, em cũng nhìn nhá, cái quạt này là đầy đủ luôn rồi đấy ạ. Đây, đây là hướng gió vào và đây là hướng gió vào và đây là hướng gió ra dàn lạnh. Đây là ba con dơ le điện để bảo vệ hoạt động của quạt gió được tốt hơn. Đây, với cái cấu tạo của quạt thì là quạt được sản xuất 100% bằng hộp nhựa ABS cao cấp. Chuyên dùng để sản xuất cho linh phụ kiện phụ tùng ô tô. Và phía phần quạt thì bên trong lõi quạt là được sản xuất bằng motor bằng các cái lõi đồng cao cấp. Đây nha anh em nhìn nhé, đây là Mando này. Đó, hai giác điện của nó chờ ra sẵn, anh em về chỉ việc cắm là xong. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái hộp đựng quạt gió dàn lạnh của xe Hyundai 2,5 tấn, 3,5 tấn. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.